Cách đây khoảng 2 năm thì sức khỏe tôi vẫn là rất là tốt. Khoảng cuối năm 2022 thì bắt đầu có triệu chứng là đi ngoài phân có máu. Thì cứ đấy mình cứ đi khám nội soi rồi kiểm tra các cái đường tiêu hóa. Bác sĩ cũng phát hiện ra là bắt đầu cái giai đoạn đầu của cái bệnh viêm loét đại tràng. Đi một số các bệnh viện điều trị một thời gian thì nó cũng có thuyên giảm, có đỡ. Đấy, nhưng mà mình đôi khi là cũng quên thuốc, rồi là công việc nhiều thì cũng không theo hết cái lộ trình điều trị. Nên là cuối cùng là nó cũng biến chứng là nặng. Cái thời kỳ bị nặng ấy có ngày đi gần 20 lần, đi ra máu rất nhiều và đi lỏng hoàn toàn. Hầu như là mình không ăn được, trong 3 tháng nó sụt mất 8 cân. Ở cái giai đoạn mà bị nặng, các bác sĩ ngoại khoa tư vấn phải cắt bỏ cái phần đại tràng bị hỏng. Đấy, nhưng mà cái phần cơ thể của mình ấy thì chả ai muốn là cắt bỏ cả. Nên là qua tham khảo thì cũng biết đến bác sĩ Vũ Trường Khanh thì cũng vào tâm anh để điều trị. Bệnh nhân đến bệnh viện Tâm Anh trong cái tình trạng rất là suy kiệt. Bệnh nhân này được chẩn đoán là viêm loét đại trực tràng chảy máu và thể rất nặng. Thì thường thì cái bệnh này bao giờ nó cũng chỉ xuất hiện ở tại trực tràng thôi. Nhưng mà nếu không điều trị tốt thì nó lan dần lên và có thể đến toàn bộ đại tràng. Khi mà nó tổn thương nặng toàn bộ đại tràng thì nó có một cái nguy cơ biến chứng là tổn thương nó gây ra nhiễm độc toàn cơ thể, và người ta phải tính chuyện đến điều trị đến là phải cắt toàn bộ đại tràng. Và tiên lượng sau cắt đại tràng thì tình trạng hồi phục cũng rất nặng nề. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn cân nhắc với bệnh nhân là bây giờ thì chúng ta có rất nhiều thuốc so với ngày xưa. Chúng tôi đã quyết định là không đặt ra vấn đề phẫu thuật trước. Chúng tôi sẽ điều trị bằng cái tấn công rất mạnh luôn, đó sử dụng thuốc sinh học. Các bác sĩ ở đây tạo cho mình cái cảm giác yên tâm và gần gũi để mình chia sẻ cái bệnh của mình hơn. Mình cũng theo cái phác đồ của bác sĩ để có hiệu quả tốt trong điều trị. Thuốc sinh học này thì nó có ưu điểm thế này. Đối với trường hợp nặng thì nó tự đáp ứng tương đối tốt. Thế nhưng mà nó có một cái nhược điểm là nó tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Thế vì thứ hai nữa là ở những người có virus viêm gan B tiềm ẩn trong cơ thể thì chúng ta rất lưu ý là chúng ta phải sàng lọc trước đó. Nếu mà có thì chúng ta trước khi điều trị thuốc sinh học chúng ta phải điều trị phối hợp luôn. Chứ nếu không thì nó lại bùng phát và có thể nguy hiểm về tính mạng, không phải là do cái bệnh viêm loét đại tràng chảy máu không, mà nó là do cái suy gan mà trong cái bùng phát của viêm gan virus B. Trong quá trình điều trị ở đây các bác sĩ cũng rất là kiên trì và theo dõi rất là tỉ mỉ. Cái sự thay đổi phác đồ nhanh quá thì là không có, cẩn thận và từng bước như vậy thì mình cảm thấy mình cũng dễ trao đổi và cũng yên tâm hơn. Đến nay mình đã điều trị được 1,5 tháng và lần này là cái lần truyền sinh học thứ 3. Khi mà điều trị sinh học thì mình cảm thấy cơ thể đáp ứng được tốt các cái triệu chứng xấu như đi ngoài phân lỏng này, đi ra máu thì là nó hết. Hiện tại thì mình ăn uống như người bình thường, cũng có kiêng một chút nhưng không đáng kể. Thì cũng hy vọng là quá trình điều trị sinh học của mình nó được cái đáp ứng thuốc tốt nhất. Sau đó điều trị thì lâm sàng bệnh nhân cải thiện tốt. Thế và hiện nay thì bệnh nhân chỉ theo định kỳ đến để kiểm tra và chúng ta duy trì thuốc thôi. Mặc dù đáp ứng rất tốt, thế nhưng mà thuốc sinh học cũng không phải là thuốc điều trị chỉ một lần là khỏi, mà phải điều trị kéo dài, có thể hàng nhiều năm. Rất may là hiện nay ở Việt Nam của chúng ta thì các thuốc sinh học đã được bảo hiểm y tế hỗ trợ một cách tối đa, và ở trong bệnh viện Tâm Anh cũng được sử dụng bảo hiểm y tế giúp cho bệnh nhân có khả năng tiếp cận với những phương pháp điều trị thuốc tốt này. Trong quá trình điều trị thì ngoài điều trị bằng thuốc thì ở đây các bác sĩ cũng có hướng dẫn các bài tập để trị liệu cho cái đại tràng của mình. Qua những cái bài tập thể dục mình cảm thấy rất là hiệu quả, cũng cố gắng để luyện tập theo cái hướng dẫn của bác sĩ. Thì riêng bệnh nhân này thì chúng tôi đã phải lưu ý cho bệnh nhân là có chế độ ăn uống sinh hoạt, tập luyện vận động thể lực. Thì thứ hai là đối với những trường hợp mà viêm loét đại trực tràng chảy máu mà tổn thương nó lan rộng ở đại tràng mà nặng như thế này thì sau này để khoảng 6 đến 7 năm thì lúc đó chúng ta phải có chương trình tầm soát cho người bệnh, bởi vì bắt đầu từ năm thứ 8 cái nguy cơ ung thư sẽ cao hơn người bình thường. Lúc đó tùy theo yếu tố nguy cơ mà chúng ta sẽ tầm soát nội soi đại tràng cho bệnh nhân. Trong quá trình điều trị thì tôi cũng có cảm tình rất là đặc biệt với bác sĩ và các điều dưỡng viên của bệnh viện. Bác sĩ thì rất là tỉ mỉ, chu đáo và rất gần gũi bệnh nhân. Đấy, thì còn các bạn điều dưỡng là những người chăm sóc thường xuyên thì hầu như là 24/24 và các bạn cũng rất là nhiệt tình và vui vẻ. Mình cũng thấy đấy là một sự khác biệt so với các cái nơi khác mình đã từng điều trị qua.